Rồi, hello mấy fan nha. Bữa nay mình chia sẻ một chi tiết rất là nhỏ nhưng mà không phải anh em nào cũng biết, nhất là những cái anh em mới nha. Thì đôi khi cái cửa xe tự nhiên cái là mình bên ngoài thì mình mở ra được, bên ngoài mình mở đóng ra được bình thường, nhưng mà bên trong đó là gỉ muốn gãi cái cần luôn cũng mà không có mở ra được. Đó. Thì nhiều anh em mới chưa tiếp xúc xe cũng không biết lý do sao kỳ, tự nhiên sao cửa trong mở không được mà ở ngoài thì mở được. Nguyên nhân là do cái khóa trẻ em nha. Thì xe nào cũng có hết, xe lớn, xe nhỏ, xe xịn, xe không xịn gì nó cũng có cái khóa trẻ em ngay chỗ này nè. Lốc là cái cần gạt chỗ này gạt xuống là khóa bên trong, là bên trong mở không được. Đẩy lên thì bên trong mới mở được. Đó. Tại vì nhiều khi đóng cửa lại thì con nít nó ngồi phía sau của nó thoải mái tay chân nó gị cái khóa thì bung cái cửa ra nhà là ảnh hưởng tới nguy hiểm cho nó, cho nên người ta chế cái này là xe mình lúc nào cũng gị xuống vậy hết đó để khóa tại có con nít đó, cho nên là cần thiết thì mình tụt xuống mình mở cửa cho nó, với lại phòng hờ nó tung cửa ra xe Honda chạy đằng sau tới cũng nguy hiểm. Hoặc là những người lạ lên xe mình nó nhiều khi người ta không biết, nó mới ngừng xe cái két người ta mở cửa người ta tung ra rồi xe Honda đằng sau nó chạy tới nó đâu có phản ứng kịp nó tông vô, cho nên là lúc nào mình cũng khóa cái cửa này hết, ai muốn xuống thì mình sẽ ngừng xe mình xuống mình mở cửa cho người ta thôi đó. Thì cái khóa này đôi khi nếu mà xe mấy bạn không có khóa tự nhiên cái sau bữa nay ở trong mở cửa không được là do nhiều khi cái chốt này nó bị mình rinh đồ ra xuống hay là gì mình đi tới đi lui nó quẹt nó gạt xuống như nè, cho nên là ở trong mình mở không có được nữa đó. Cho nên là xe anh em nào mà giống vậy thì cũng đừng có lo lắng ha, xem lại cái nút của này thì cái nút của mình là lúc nào cũng gạt xuống hết để phòng hờ ha. Thì mấy anh em nào thì cũng tùy người thôi, ai thích sao làm vậy nha. Vậy nên mình chia sẻ mấy anh em mới để biết thêm chút ít ha. Rồi, cảm ơn mấy fan nha.